xin chào các bạn. Hôm nay tôi muốn trình bày các bạn là về cái đề tài phòng chống virus corona. Thì như chúng ta biết đó, là cái dịch bệnh corona này đã qua hơn một năm rồi, và bây giờ nó vẫn tiếp tục hoành hành, không phải riêng Việt Nam mà cả khắp thế giới đều rất là khốn đốn, rất là vất vả, và nó gây tổn hại rất là lớn tới cái đời sống gia đình và kinh tế của quốc gia. Và bây giờ thì cũng chưa ai biết chắc chắn là nó sẽ dừng lại. Bây giờ thì nhiều quốc gia đang đưa cái loại thuốc vaccine ra để mà phòng chống, nhưng mà nó lại chuyển tiếp qua những cái biến thể khác. Thì như vậy thì dù muốn dù không, chúng ta trong thời điểm này buộc lòng phải sống chung với nó. Và như vậy thì cái sự sống chung này nó cũng rất là nguy hiểm, tại vì chúng ta cũng chưa biết cách, nó chưa có thuốc để trị nó, và nó không có cái rõ ràng về cái tính chất của nó. Thì theo những cái nhà khoa học nghiên cứu thì cái loại virus corona này là nó chỉ là một cái dạng vật chất, nó chưa phải là thành một cái con vật, nhưng mà ở trong chính giữa cái lồng ngực của nó có một cái chuỗi ADN, và xung quanh cái màng đó là nó là một những cái râu, là những cái sắc tua đó, giống như sắc tua vậy. Thì khi mà nó xâm nhập vào trong cơ thể mình á, thì cái râu đó nó sẽ bám vô cái tế bào, và khi nó bám vô tế bào vậy thì nó lại chỉ huy tế bào là sản sinh ra, nó lấy những cái năng lượng trong tế bào để nó sản sinh tiếp ra những cái dòng nó giống của nó. Thì như vậy thì cái mục đích của cái corona, thì khi mà nó vô trực tiếp trong tế bào thì nó làm cái việc của nó cũng giống như là virus HIV, tức là nó tạo ra một cái, nó giống như nó ra cái mệnh lệnh cho cái tế bào chúng ta, và chúng ta, cái tế bào chúng ta phải thực hiện theo những cái yêu cầu hay những cái quyền năng gì của trong cái loại protein của nó. Và như vậy thì nếu mà rơi tới cái tình trạng mà nó ép buộc cái tế bào chúng ta đó mà thực hiện những cái môi trường sống cho nó, tạo ra cái môi trường sống cho nó, thì chúng ta rất là khó sống, tại vì cái cơ thể chúng ta nó bị mất cái chủ quyền, mất cái tự chủ, không chống lại được kẻ giặc, mà kẻ giặc vô lại ra lệnh cho tế bào chúng ta phải làm theo đó. Thì như vậy thì cái tính chất của virus đó là rất là phức tạp, nó có thể nó chuyển đổi từ trạng thái này trạng thái kia, tại vì nó kết hợp những cái vật chất, có thể nó ra số 8 hay là ra số 7 hay là ra số 9 hay ra số 10, tùy theo cái vật chất mà nó kết hợp cho nó phản ứng với hóa học nó ra. Thì như vậy thì cái sự biến thể của nó là khôn lường, không thể nào mà đoán trước được hết. Nhưng mà dù vậy á, thì nó vẫn là một cái loại vật chất, và trong cái tự nhiên á, thì các cái loại vật chất đều có cái sự khắc chế lẫn nhau. Nhưng mà vấn đề chúng ta không biết cái cách khắc chế đó, chúng ta chỉ mong cầu vào thuốc hay là những cái phương pháp này phương pháp nọ để chống nó. Thì bây giờ tôi xin nói qua về cái thể xác con người. Nếu mà trong tự nhiên mà cái thể xác con người mà nó yếu hơn các loài virus hay vi trùng đó, thì cái tế bào con người không có thể tồn tại tới bây giờ, tại vì ở xung quanh chúng ta là vô số các cái loài gây độc cho chúng ta, nhưng mà tế bào chúng ta vẫn sống được, vẫn tồn tại và phát triển đến ngày nay, thì chúng ta có thể tự tin vào cái khả năng miễn dịch của chúng ta. Thì như vậy thì cái tế bào, cái virus mà vô á là nó gây, nó tấn công trực tiếp vô cái ADN của người. Như vậy thì làm cách nào để cho nó không xâm nhập vô trong cái cơ thể chúng ta? Và như vậy thì không phải mọi người đều bị nhiễm, chỉ có một số ít người, chẳng hạn người lớn tuổi, những người bị bệnh nền, tức là cái cơ thể, về cái thể trạng nói chung là thể trạng yếu hơn những người bình thường. Ví dụ như sức khỏe chúng ta 10 thì chúng ta không bị nhiễm, nhưng mà sức khỏe chúng ta có 8, có 7, có 5
hoặc là 4 gì đó, thì càng cái năng lực càng thấp á, thì dễ càng bị nhiễm. Và khi bị nhiễm vậy thì rất là khó chữa tại sức lực yếu. Thì qua cái phương pháp này theo tôi nghiên cứu về năng lượng, cái này không có liên quan tới thuốc hay là tất cả những gì liên quan tới y khoa, mà đây là liên quan về cái vấn đề năng lượng. Thì ở trong cơ thể chúng ta, sự sống của chúng ta đó là nhiệt năng, tức là cái nhiệt độ mà chúng ta có trong cơ thể 36, 35, 36 rưỡi, 37 độ đó, rồi 37 rưỡi, 38, 39 độ sốt đó, là do cái nguồn nhiệt năng. Thì cái nguồn nhiệt năng này á, không phải tự nhiên có. Cái nguồn nhiệt năng này nó do những cái thức ăn mà chúng ta ăn vào, rồi nó đem nó đốt ra, nó cháy ra, nó cháy vào cái dạng hiếm khí để nó tạo ra cái nhiệt. Và như vậy thì những cái người mà nhiệt càng thấp á, cái nhiệt độ càng thấp, ví dụ từ 37 á, thì nó khó nhiễm, 36 rưỡi thì nó khó nhiễm, nhưng mà nếu mà gần gũi quá thì nó cũng nhiễm, mà 36 á, thì có thể nhiễm khi gặp. Còn nếu mà 35 rưỡi hay là 35 á, thì cái khả năng mà nó nhiễm thì nó cao hơn. Như vậy thì cái sự khiếm khuyết ở trong cái nhiệt độ cơ thể chúng ta, tức là do cái chế độ dinh dưỡng chúng ta không hợp lý, không đủ cái nguồn nhiệt năng, thì như vậy thì cái khả năng mà nhiễm bệnh á, thì nó sẽ nặng hơn, dễ nhiễm hơn. Và như vậy thì trong cơ thể chúng ta nó có ba cái hệ thống miễn dịch. Cái hệ thống miễn dịch thứ nhất là hệ thống miễn dịch bạch cầu, tức là cái gọi là bạch huyết cầu á. Cái hệ thống bạch huyết cầu á là nó nằm trực thuộc ở trong cái lá gan, kề trong cái nó cùng lá gan cung cấp vô cái trái tim của bạch huyết, gọi là lá lách. Chúng ta gọi là cái lá lách, nó nhỏ nhưng mà nó nằm trực tiếp vô cái gan. Và chúng ta biết là cái gan á là cái kho đường để giải nhiệt cơ thể. Vậy thì cái bạch cầu nó lấy năng lượng trực tiếp ở đường để nó nuôi sống nó và nó hoạt động. Thì cái bạch cầu tức là cái hệ thống giống như quân đội, nó có cái nhiệm vụ là bảo vệ từ cái lớp ngoài và những cái đường mà dẫn vô. Thì nếu mà những cái cơ thể mà có đủ cái lượng đường á thì cái bạch huyết cầu nó sẽ mạnh và nó sẽ phòng chống từ ở các cái khiếu, chẳng hạn như lỗ mũi, miệng hay là những cái vết đứt đó, thì nó chống được. Còn nếu mà những cái người mà không có đường á, thì cái hệ miễn dịch bạch cầu yếu, thì như vậy thì nó cái khả năng nó nhiễm dễ hơn. Thì khi mà nếu mà cái hệ bạch cầu chúng ta mạnh á, nó chống được cái dòng bên ngoài á, thì vi trùng nó không nhập vô được, nó chỉ ở bên ngoài xong rồi nó bị đánh bật ra. Còn nếu mà cái hệ thống miễn dịch bạch cầu chúng ta yếu á, thì nó sẽ xâm nhập vô lỗ mũi, nó đi vô phổi, hoặc là nó xâm nhập vô cái miệng, vô bao tử. Nhưng mà vô bao tử á, thì nó không có phát triển được, tại bao tử trong đó nó có axit, cho nên vô đó nhiều cái loại vô đó là bị chết hết. Cho nên đa số là nó xâm nhập vô từ cái lỗ mũi, nó đi vào, đi vô phổi. Thì từ ở phổi á, nó mới đi theo máu, nó vô hệ thống tim. Ở trong tim thì virus đó, nó ở trong tim á, thì nó dễ thở hơn, tại trong tim á, nó có nhiều khí oxy và trong tim có cái độ nước giải nhiệt nó cao hơn. Cho nên đa số là cái virus nó vô nó trốn ở cái vùng tim, những cái ngõ ngách trong các cái hệ thống tim mạch, và từ đó nó bắt đầu nó tấn công tế bào. Thì như vậy thì từ phổi trở vô trong đó thì cái hệ ở trong cái lục phủ ngũ tạng chúng ta nó có cái hệ thống thuốc tự nhiên, tức là cái hệ thống gọi là lục vị, vị đắng cay chua chát mặn ngọt. Thì sáu cái vị thuốc này á, ở trong cơ thể chúng ta nó tạo cái hệ thống miễn dịch ở trong cái hệ thống lục phủ ngũ tạng, tức là ở phổi, tim, gan, thận á, thì cái hệ thống lục vị này nó có nhiệm vụ là cái chính ở trong cái lục vị này á, nó không có làm cái gì với lại vi trùng cả, virus cả. Nó chỉ tuôn cái vị ra, cái não ra cái lệnh là bây giờ cái con virus này nó kỵ cái vị đắng, thì nó tuôn cái vị đắng này vô trong cái máu, tức là nó tuôn cái túi mật á vô trong máu. Thì ở trong máu chúng ta đó nó toàn là cái mùi đắng, cái vị đắng không à. Cho nên do đó các cái loại vi trùng này nó mất định hướng, nó không biết cái vi trùng tế bào ở chỗ nào, nó không biết cái đạo trời đất ở chỗ nào hết cả, chứ là nó lạc vô trong một cái mê cung, mê hồn trọn của cái lục vị. Thì nếu mà cái hệ thống mà lục vị của chúng ta đó, như túi mật nè, vị đắng nè, gan là đường nè, cái tuyến tụy là cay và muối, vị cay đó, muối và chua chát, tức là của cái dịch tiêu hóa của bao tử là chua và chát.
nếu mà sáu cái vị này nó mạnh đó, tôi gọi là lục hòa đó, thì cái virus vi trùng mà nó xâm nhập vào trong hệ thống ngũ tạng thì nó không có tác dụng. Nó không có tác dụng tại vì nó không tìm được cái protein để nó ăn, nó không bắt được cái tế bào, do đó nó không có sao chép, nó không có thể nhân bản được cái giống nội của nó. Cho nên nếu mà nó vô đó cái hệ thống lục quỷ chúng ta mạnh á thì nó vẫn bị tiêu diệt. Còn nếu mà cái hệ thống chúng ta lục quỷ mà yếu chúng ta nữa đó, yếu hơn thấp, tức là nó vượt qua được cái bạch cầu, hệ thống bạch cầu, rồi nó vượt qua cái ngữ thứ hai nữa là cái hệ thống lục quỷ, tức là nó qua hai cửa thì còn lại cái cửa thứ ba là nhiệt năng. Thì khi mà tới cái mức đó là cái cơ thể chúng ta, cái bộ não chúng ta phải đối diện mà cái sự sinh tử, chết sống với lại vi trùng. Thì lúc đó cái bộ não nó phản vệ ra, nghĩa là nó tuôn hết cái nguồn năng lượng dự trữ trong cơ thể ra để nó đốt nóng, tức là nó gây tình trạng gọi là sốt. Và tất cả những người bị và nhiễm trùng là chết là do cái không biết xử lý chỗ này. Khi mà cái nguồn năng lượng khô nó ra mà nó đốt rất là nóng, rồi khi nó nóng thì nó hút một cái lượng oxy vô, nó tăng cái độ nóng lên, nó tạo cái nhiệt năng mạnh lên, tôi gọi là sốt. Và khi nó sốt vậy đó thì cái nguồn năng lượng khô đó, ở trong máu nó ra, trong cơ thể chúng ta nó tuôn ra vậy, thì cái năng lượng khô đó, cái vấn đề là ở chỗ này, cái năng lượng khô khi nó tuôn ra máu nó làm cho cái máu chúng ta bị đặc lại, nó làm cái máu chúng ta bị đặc lại, thì cái hệ miễn dịch bạch cầu không làm việc được, mà cái hệ lục quỷ chúng ta cũng không làm việc được, mà cái nguồn máu của chúng ta nó không làm việc được, hoặc là làm việc rất chậm, rất yếu. Và như vậy thì cái nguồn nhiệt năng này á, nó làm cho cái phổi chúng ta không còn trao đổi khí được, cho nên nó đưa tới tình trạng là khó thở, hoặc là nếu mà nó nặng quá, những cái người mà năng lượng dự trữ nhiều thì nó sốt cao và nó sẽ làm nặng lên, và chúng ta gây tình trạng là khó thở, là ngọt thở. Cho nên ở cái bệnh viện nó cấp cứu oxy là ở trong cái tình trạng này. Thì cái nhiệt năng này á, nó làm cho chúng ta cái nguồn máu, cái hệ thống thì chúng ta bị nghẹt lại, tắc lại, và chỗ này nó đưa ra cái chết nếu chúng ta không giải quyết kịp. Cho nên cái chống cái nhiệt năng á, nó cũng rất là đơn giản các bạn. Ở bệnh viện thì ta truyền nước, còn theo cái phương pháp năng lượng cân bằng là chúng ta làm nước chanh, chanh đường làm rất là chua, rất là ngọt, có nhiều nước. Các bạn làm 1 lít, 2 lít, 3 lít gì đó, các bạn uống từ phần nhỏ, rồi kèm với nước lọc, từ phần nhỏ và nước lọc. Các bạn uống liên tục, không lúc này không cần ăn mà cần nước vô để cho nó pha loãng. Thì cái vị chua tức là cái vitamin C, nếu các bạn không kịp cái việc kiếm vị chua thì các bạn lấy vitamin C các bạn pha vô, mà như đường thì cái vị chua là nó chống đông máu, tức là máu nó sẽ làm cho cái máu tan chảy rồi trở lại. Thứ nhất, cái thứ hai là cái nguồn nước vô đó thì nó pha, nó giúp với lại vitamin C, nó pha cái máu loãng ra lại, tức là nó chống lại đông. Còn cái lượng đường á, ở trong cơ thể chúng ta đường là một chất rất là đặc biệt, nó làm cái nhiệm vụ giải nhiệt, nó cung cấp đường trực tiếp cho gan và nó làm cái nhiệm vụ phản ứng ra là giải nhiệt. Và cái đường nó cấp cứu cho cái hệ thống chỉ huy của não, tức là nó làm cho bộ não tỉnh táo lại, và bộ não đủ cái sức để chỉ huy lại xuống cái cơ thể. Thì như vậy thì cái nước chanh đường nó không phải là thuốc, nhưng mà cái công năng của nó phải nói là cực kỳ vi diệu so với lại các cái loại vi trùng và virus này. Thì nếu mà chúng ta uống đủ cái lượng đường, lượng chanh, lượng nước vô thì cơ thể chúng ta từ từ sẽ mát ra lại, nên là cái sốt nó hạ xuống từ từ. Và khi nó hạ xuống từ từ vậy thì máu huyết chúng ta nó lưu thông được, thì cái lượng đường nó làm mất cái mùi protein luôn. Các cái loại virus và vi trùng vô thành chủ yếu là nó cướp cái protein của chúng ta, nó cướp cái protein chúng ta thì nó mới nhân bản được. Còn nếu mà nó cơ thể chúng ta làm mất cái mùi đó, cái mùi chanh cũng, cái vị chanh nó chua nó cũng làm mất mùi, mà cái vị đường, vị ngọt của đường nó cũng làm cho mất mùi. Vậy nếu cơ thể chúng ta mà nó chứa được 3-4 lít nước chanh đường ở trong đó thì các cái loại siêu vi, vi trùng, virus gì là đều bị nhịn đói hết. Và chính cái sự nhịn đói đó và nó bị cô lập như vậy á, thì coi như là nó mất cái môi trường sống. Và khi nó mất môi trường sống thì nó không thể cướp được cái đồ tiên ăn, và vậy thì nó không thể nhân bản. Thì nếu nó xâm nhập vô cái nào đó thì nó sẽ bị tiêu diệt. Còn nếu mà chúng ta để cái máu mà đặt lại đó thì chính cái hệ bạch cầu cũng phải giết luôn cả tế bào chúng ta, tại vì nó kẹt đường, cho nên nó mới tiêu diệt.
nó quấn, nó giống như giờ nó chống biểu tình mà cái người dân cản lại, nó có thể nó bắn chết để nó qua bên kia để nó giết cái lại cái đám virus kia. Thì như vậy thì nếu mà để máu đặc thì cái khả năng chết rất là cao, không phải chết vì con virus mà chết vì máu đặc. Máu đặc tức là cái não không có oxy lên, máu không có oxy lên, nước không có lên thì cái não nó sẽ bị gọt và chết. Như vậy thì cái nguồn nhiệt năng trong cơ thể nó có thể làm chết chúng ta, nhưng mà nó có thể cứu chúng ta. Tại vì với cái nhiệt độ mà nó phản ứng lên 40 độ sốt thì các cái loại virus kia là mất khả năng sinh sống. Tại vì các bạn lưu ý nha, cái sức nóng của cơ thể nó khác, cái sức nóng của cơ thể chúng ta nó mới đối kháng được cái virus, chứ không phải là sức nóng bên ngoài rồi các bạn. Chẳng hạn như Việt Nam chúng ta cái nhiệt độ nóng nó cũng vẫn sống vẫn xâm nhập cơ thể chúng ta, không phải là lạnh đâu. Nhưng mà người lạnh á, ở nơi lạnh nó dễ nhập hơn, dễ phát triển hơn. Là tại sao? Khi mà cơ thể lạnh, thời tiết mà lạnh á, thì cái năng lượng chúng ta để đốt nóng mà chống cái lạnh này, nó hao nhanh hơn. Do đó cơ thể chúng ta bị suy yếu về năng lượng, và cái sự suy yếu này nó làm cơ thể chúng ta bị lạnh yếu xuống. Do đó cái gì virus vi trùng nó xâm nhập dễ hơn. Cho nên do đó các cái xứ lạnh á, thì nó rất là dễ bị cái chứng siêu vi, chẳng hạn cảm cúm rồi đó. Là thường thường ở mùa đông lạnh thì nó dễ phát triển, còn mùa nắng nóng thì cơ thể chúng ta ít nó mất năng lượng, do đó ít nhập hơn. Thì như vậy thì nếu mà ở cơ chế phòng bệnh của theo cái phương pháp cân bằng năng lượng á, thì ban ngày chúng ta uống cái nước chanh đường rai rai 1 ly hoặc là 2 ly, hoặc là trời nóng là có thể 3 ly, 4 ly. Nghĩa là hoặc là không phải nước chanh đâu mà nước mía cũng được. Các cái loại nước cam, tất cả nói chung tất cả những loại nước uống có đường, chúng ta luôn luôn uống bằng ngày để cho cái máu chúng ta luôn luôn nó loãng ra. Và trong cái máu chúng ta luôn luôn nó có những cái vị. Chẳng hạn như cái nước rau má nó có cái vị đắng, hay là cái nước artiso nó có vị đắng, rồi nước chanh có vị chua, hay là cái nước... các cái loại nước có vị chát, chẳng hạn như nước măng cụt pha loãng ra. Nói chung uống cái dạng vị, có cái vị trong tất cả các cái vị đó, thì cái vị đắng cũng rất là mạnh. Chẳng hạn như người ta nói uống chloroquine, tức là quinine, nó cũng làm mất mùi rất là mạnh, nó không có chữa bệnh nhưng mà nó lại làm cho máu chống đông. Nó không chữa bệnh nhưng mà nó làm cho máu chống đông, cho nên cái hệ miễn dịch của chúng ta hoạt động tốt, cho cái viên ký ninh nó không có thể giết được virus. Thật sự thì cái virus này bây giờ không có cái loại thuốc nào chữa đó cả. Cái chủ yếu là chúng ta làm cho cái sức đề kháng chúng ta mạnh lên, tại vì chúng ta nó có 3 cái hệ thống miễn dịch. Nếu mà chúng ta làm cho cơ thể nó mạnh lên, khỏe lên thì nó sẽ đủ sức để nó kháng. Thì như vậy thì nếu khi mà sống chung á, thì chúng ta phải chọn cái nhiệm vụ là phòng. Như vậy thì chúng ta biết cái con virus này á, là nó kỵ các cái mùi, vị đắng, vị cay, vị chua, vị ngọt. Đó là những cái vị mà có thể là mình dễ uống. Chẳng hạn nước gừng cũng được luôn, nước gừng nó có vị cay mà ngọt luôn, 2 cái vị. Thì như vậy thì các bạn thích hợp cái loại vị nào đó thì các bạn uống, nhưng mà uống cái số lượng nhiều. Cho nên khi mà các bạn uống nước gừng thì các bạn không thể uống một miếng gừng như vậy được, và các bạn chỉ uống một miếng bằng ngón tay vậy thôi. Các bạn uống cả ngày thì nó có cái vị nhẹ, nhưng mà nghĩa là trong cái máu của mình luôn luôn có cái vị để làm mất cái mùi, rồi thì đối với lại các cái loại vi trùng virus. Thì nếu mà nó mất cái mùi thì con tế bào nó nằm ở đây thì cái rau của con virus này nó không có bám vô được, thì nó không bám được thì cái tế bào chúng ta là an toàn. Thì ngoài ra đó, cơ thể chúng ta còn làm yếu tố nữa. Thứ nhất là cơ thể chúng ta phải đủ năng lượng. Nếu cơ thể chúng ta thiếu năng lượng, cơ thể chúng ta bị yếu xuống, và bị như vậy thì yếu xuống vậy rất là dễ bị xâm nhập, vi trùng nó xâm nhập cho nó tấn công. Thì ở trong cơ thể chúng ta cái chất mà để tạo ra nhiệt đó, đó là chất béo nha các bạn. Cho nên các bạn mà cử béo quá thì cơ thể chúng ta không đủ nhiệt, và không đủ nhiệt thì nó phải lấy những các cái protein hay là các cái chất khác để nó đốt đi. Thì vậy cơ thể chúng ta tự suy yếu, chúng ta tự suy yếu mà chúng ta không biết. Thì nếu mà ban ngày các bạn ở trong này, cái đường là cái chất giải nhiệt, nhưng mà đó là cái chất nó giống như một cái vũ khí cho cơ hệ miễn dịch bạch cầu.
Cho nên những cái người mà có đủ đường á thì có thể luôn nó mát, nó khỏe, nó mát. Thì khi nó mát vậy là ban ngày các bạn uống 1-2-3 ly nước chanh hay là nước cam, nước gì đó, nói chung nước có đường. Thì cái buổi tối á các bạn, nó mát vậy thì nó mát ban ngày thì tốt, nhưng mà nó mát vậy ban đêm thì không tốt. Cho nên cái buổi ăn chiều, buổi tối là các bạn phải ăn béo cho nó ấm người lên. Và nó ấm người lên vậy thì cái béo này nó hoạt động trong cái nhiệt trong ban đêm, nó cung cấp đủ cho cái nhiệt cho cơ thể. Thì ngày hôm sau các bạn lại ăn ngọt lại, uống ngọt lại để cho nó làm mát cơ thể. Và bằng tối các bạn bổ sung cái chất béo. Và như vậy thì các bạn bổ sung như vậy đó, cái bổ béo thì các bạn giảm bớt đạm để cho cái khoảng trống để cho béo vô. Các bạn bổ sung đường thì các bạn bớt cơm, trong cái này bớt cơm, bớt đạm và bớt muối để cho thêm béo, thêm ngọt, thêm nước và thêm các cái vị. Thì giờ để giúp cho cái hệ miễn dịch chúng ta bảo vệ cái hệ miễn dịch chúng ta luôn luôn có đủ súng, đủ đạn, đủ lực, đủ mạnh để chống lại vi trùng bất cứ lúc nào. Tức là nếu mà chúng ta áp dụng cơ chế phòng thì cái khả năng mà nó cơ thể chúng ta nó chống được cái sự mà xâm nhập. Thì nếu các bạn mà tăng cái lượng đường cho não mỗi ngày thì cái não các bạn sẽ tự tin lên. Các bạn mà tăng cái béo đủ thì cái tủy của các bạn mạnh lên. Cái nó mạnh lên vậy thì các bạn cảm thấy không có sợ, không có sợ. Tại vì xét cùng nó là một cái dạng vật chất đó, nhưng mà nó vẫn có bị khắc chế chứ không phải là không khắc chế được. Chẳng qua là chúng ta không biết cái nguyên lý của nó. Và qua cái phương pháp năng lượng này á thì các bạn có thể ứng dụng cái phương pháp phòng, tức là uống nước chanh đường để chống cái máu đông, nhất là trong những cái lúc sốt mà các bạn uống liên tục. Không phải virus corona này đâu, mà sốt xuất huyết cũng là virus, và cái nhiều loại cảm cúm khác cũng là virus. Thì các bạn uống cái nước chanh vô á, nước chanh đường đơn giản nhất là nước chanh đường, các bạn uống ra vô. Nếu các bạn thiếu năng lượng á, cơ thể các bạn thiếu năng lượng, các bạn sẽ rất là mau đói. Thì khi mà mau đói đó thì các bạn nhớ là đói thì ăn, đói nhiều ăn nhiều, đói ít ăn ít, đói lúc nào ăn lúc nấy. Và sau cái bữa ăn đó 30 phút, 1 giờ, 2 giờ các bạn uống nước nhiều lần cho cái thức ăn nó loãng ra để cho nó cung cấp nhanh cho tế bào. Thì như vậy thì các bạn uống nước ban ngày mà nước đường, nếu nó đói, nó mau đói thì các bạn thiếu dinh dưỡng. Còn nếu các bạn uống nước chanh đường vô mà các bạn không thấy đói, no thì các bạn giảm bớt ăn đi. Tại vì các bạn ăn vô nó sẽ nghẹt thêm, nó đầy thêm thì nó càng khó khăn cho cái hệ thống miễn dịch bạch cầu. Tại vì cái hệ thống miễn dịch bạch cầu ở trong cơ thể chúng ta nó giống như là lính hải quân vậy, tức là nó đánh giặc ở trong nước, nó di chuyển trong nước và nó làm việc ở trong cái nước. Cho nên nếu mà các bạn cái máu của các bạn bị khô thì cái hệ miễn dịch coi như là bó bột, tức là nó không hoạt động được. Và nó không hoạt động được thì vô tình nó cũng làm mồi cho các cái loại virus, vi trùng thôi. Cho nên do đó các bạn lưu ý cái nhớ cái này nha. Nếu mà nước tiểu bằng vàng, tức là bạn thiếu đường, thiếu nước và thiếu vitamin C. Các bạn khi mà mỗi ngày đi tiểu để ý các bạn dồn cái nước tiểu và các bạn hứng cho cái chai, các bạn hứng cho cái chai hay cái ly nó trong để các bạn thấy cái màu. Nếu mà nó có màu á, cái màu vàng vàng thì các bạn phải uống nhiều nước vô. Nước chanh, nước mía, nước đường, bất cứ loại nước ngọt, coca gì cũng được hết. Các bạn uống cho nó nước nó trong đi. Luôn luôn là nước tiểu trong thì nó chống được nhiễm trùng. Còn nếu mà nó trong mà nó mau bất tiểu quá thì các bạn chỉ ăn thêm béo thôi chứ không có vấn đề gì hết. Tại vì cơ thể chúng ta cần cái chất béo để đốt ra cái nhiệt năng. Thì nếu mà cái nhiệt năng các bạn luôn luôn ở cái nhiệt độ 37-36 rưỡi á, thì như vậy thì cái khả năng mà kháng khuẩn, kháng virus là cao, rất là cao. Thì như vậy thì chúng ta không biết cách nào khác là bằng cách là làm cho cơ thể chúng ta mạnh lên. Thì những cái chất mà để làm mạnh chúng ta như các bạn biết, những cái ly chanh đường nó không đáng gì hết, những cái chất béo mà chúng ta ăn nó cũng chẳng là bao nhiêu tiền hết. Nhưng mà chúng ta phải lưu ý nó mỗi ngày, bổ sung cho nó mỗi ngày. Vì vậy thì dựa vào cái phòng chống, bây giờ thì những người khỏe mạnh thì áp dụng cơ chế phòng chống là mỗi ngày uống 1-2-3 ly nước chanh đường, nước rau má, nước ngọt hay là tất cả các loại nước nào có đường, mật ong cũng được, rất là tốt. Uống ra để tối, buổi tối ăn thêm một phần béo. Thì cái phần béo đó tùy theo mỗi người đó. Nếu các bạn ăn béo nhưng mà thấy khó tiêu thì các bạn uống rau má ban ngày để tối ăn béo. Thì như vậy thì các bạn duy trì cái sức khỏe các bạn luôn luôn tốt trong mọi ngày. Đó là cái điều kiện tối cần thiết. Tại vì sức khỏe tốt đó, nó vừa chống được bệnh,
nó vừa đủ sức cho các bạn đi làm việc. Và như vậy thì cái não là cái nó cần năng lượng nhiều nhất, đó là đường. Cái não mà có đủ đường thì cái não nó mạnh lên. Và khi nó cái não mà nó mạnh á, tại vì não với lại cái hệ miễn dịch của chúng ta đó, nó cùng xài chung với đường. Cho nên cái não ta mạnh á, thì cái hệ miễn dịch ta mạnh. Cho nên những các bạn mà cử đường thì có thể bị thiệt hại. Cho nên các bạn thấy nước tiểu vàng thì các bạn uống đường được. Còn nếu mà các bạn ma mất tiểu, các bạn không uống đường nha, các bạn nhớ nha. Khi mà ma mất tiểu các bạn không uống đường, tại uống đường cho nó sẽ đá, sỏi đi tiểu nhiều nữa. Cho nên khi mà các bạn thấy ma mất tiểu, nhất là bằng đêm mà đi tiểu 2-3 lần là các bạn không uống đường, mà các bạn ăn chiều béo lên cho nó nóng lên, ăn một ngày, 2 ngày, 3 ngày cho nó nóng lên thì sau đó các bạn mới uống đường được. Cho nên cái béo với đường là hai cái chất kháng khuẩn. Chất đường là nó kháng vi trùng, các loại vi trùng, tất cả các loại vi trùng và gây viêm nhiễm là đường đủ sức kháng. Còn cái loại virus thì nó kỵ béo. Cho nên nếu mà các cơ thể chúng ta mà có đủ béo, đủ đường mỗi ngày á, thì cái khả năng mà kháng khuẩn, kháng bệnh chúng ta có thể là cao. Thì hy vọng là cái những cái điều mà tôi nói đây á, các bạn có thể ứng dụng đó. Thật sự thì nó cũng đơn giản thôi, chỉ cần chúng ta quan tâm thương xót cái thân chúng ta một chút thôi thì có thể là tai qua nạn khỏi. Tại vì bây giờ chúng ta không còn cách nào khác là sống chung, và muốn sống chung với lại cái thù thì chúng ta phải có một cái kỹ năng nào đó thì mới tồn tại được. Vậy thì các bạn thử làm coi, các bạn vừa làm cái phương pháp này, ban ngày các bạn uống đường, tối cả ăn béo, các bạn làm cỡ trong tuần lễ 10 ngày bất kể, các bạn sẽ thấy con người khỏe dần lên, mạnh lên, từ từ nó mạnh dần lên, và cái tự tin, cái sợ hãi trong người nó mất dần, và sức khỏe chúng ta tăng dần lên. Thì như vậy thì nó vừa tốt cho sức khỏe mà nó có thể vừa đảm bảo phòng được bệnh. Xin kính chào các bạn. Chú Phạm Kim Tám sinh ngày 15 tháng 1 năm 1951, chú Tám đã mắc ung thư năm 32 tuổi và đã tự chữa khỏi bằng cách ăn chè đường 8 năm liên tục. Chú Tám đã được bộ não mách bảo thực hành kiểm chứng đến 40 năm cuộc đời để hoàn thiện và hệ thống ra phương pháp cân bằng năng lượng. Chú Tám đã áp dụng cho chính bản thân, cho con, cho cháu, chia sẻ cho bạn bè áp dụng phương pháp cân bằng năng lượng đạt hiệu quả phòng và chữa bệnh tật cực kỳ tốt. Chú Tám đã mở khóa học online phương pháp cân bằng năng lượng trên Facebook cho những ai thực tâm muốn làm bác sĩ cho chính mình với học phí 3 triệu đồng, có trên 12 bài giảng nói về lý thuyết cơ sở khoa học của phương pháp, nguồn gốc cách chữa và phòng tránh các loại bệnh tật. Được chú Tám hỗ trợ trực tiếp các thắc mắc, các khó khăn trong quá trình áp dụng phương pháp cân bằng năng lượng này vân vân. Có thể học mọi lúc mọi nơi, chỉ cần một cái điện thoại có internet. Sau khi học và hiểu phương pháp Phạm Tám này, bạn sẽ tự chữa bệnh cho bản thân, cho gia đình, cho cộng đồng và còn nhiều hơn thế nữa. Với 3 triệu đồng so với những gì bạn được thì số tiền này chỉ là một món quà nhỏ bạn tặng cho chú Tám mà thôi. Để được học, các bạn hãy nhắn tin vào hai Facebook sau đây để biết cách đăng ký. Một là Facebook cá nhân chú Phạm Tám, hai là Facebook cá nhân chị Mỹ Hạnh. Ai quan tâm có thể vào nhóm trên Facebook có tên là Cân bằng năng lượng sống khỏe do chú Tám lập ra để tìm hiểu thêm kiến thức, đồng thời có thể hỏi về bệnh tình của bản thân. Chú ý có kèm theo hình chụp nước tiểu lúc 16 giờ chiều để được chú Tám hỗ trợ cho chính xác nhất. Cảm ơn quý vị đã xem hết video. Nếu thấy kiến thức bổ ích hay chia sẻ cho người thân và bạn bè, hãy đăng ký kênh và tích vào mục nhận tất cả để không bỏ sót video mới nào của kênh.